Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 286. Chương 2851, một chuỗi cạm bẫy 1. Vương San San lần này dứt khoát, không chút do dự, nàng cầm giấy da người nhét vào miệng của quỷ đồng, ăn nó. Quỷ đồng cơ hồ không có bất cứ do dự, cực kỳ phối hợp Vương San San một hơi nuốt trọn giấy da người. Đúng vậy, trong tình huống đặc biệt này, Vương San San thật sự đút giấy da người cho quỷ đồng. Mặc dù lúc bị nhốt trong thế giới 3 năm trước Dương Gian từng nhắc sau khi cho quỷ đồng ăn giấy da người, 89 phần 10 nó sẽ mở ra trí tuệ, mà một khi quỷ đồng có trí tuệ sẽ có khả năng rất lớn là mất kiểm soát. Có thể đoán trước được hậu quả khi quỷ đồng mất kiểm soát, lúc trước đã biểu thị một lần. Quỷ đồng sau khi mở ra trí khôn chỉ cần vài tiếng ngắn ngủi có thể trưởng thành đến mức đám quái vật già dân quốc cũng không đối kháng lại. Bởi thế nên lúc trước Vương San San có cùng ý tưởng như Dương Gian là không muốn cho nó ăn giấy da người. Nhưng Vương San San hiểu một ý nghĩ khác của Dương Gian. Nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ, vậy phải đút giấy da người cho quỷ đồng. Chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ tai họa ngầm hoàn toàn điều khiển giấy da người. Dù phải đối mặt rủi ro quỷ đồng mất kiểm soát thì vẫn đáng giá. Hiện giờ là lúc bất đắc dĩ đó. Nhìn giấy da người đã bị quỷ đồng nuốt vào, Vương San San mới yên lòng nói, Lưu Kỳ, ngươi cố gắng kiên trì thêm một lúc, ta sẽ đi xuống lầu đóng lại nắp quan tài bị mở ra. Đừng đi, rất hung hiểm, ngươi làm như vậy là chịu chết, ngươi chỉ là một người bình thường, gặp phải quỷ không có năng lực đối kháng. Lưu Kỳ cố nén đau nhức, âm thanh khàn khàn nói, nghe ta khuyên một câu, ngươi lập tức quay về phòng ở bên cạnh Dương Gian, đợi hắn tỉnh lại hết thảy đều có thể kết thúc. Ta đã hết thuốc chữa tội gì kéo thêm một mạng người, hơn nữa ngươi hỏi đáp án từ tấm giấy da người kia 89 phần 10 lại là một cái bẫy mới, dù chuyện này là thật, ngươi cũng tuyệt đối không thể làm được. Lưu Kỳ sốt ruột khuyên bảo, hy vọng Vương San San bỏ đi ý tưởng này. Một người bình thường sống sót ở nơi linh dị này đã là việc cực kỳ không dễ, nếu còn muốn đi đối kháng với quỷ thì quả thực là viển vông. Quỷ đang tấn công ngươi và quỷ đồng, ta hiện tại hành động chưa chắc không có cơ hội. Tuy thông tin trên giấy da người phần lớn đều có cạm bẫy, nhưng nội dung đều là thật. Nếu ta có thể làm được thì có thể kết thúc sự kiện linh dị ở đây, cứu lại các người. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng chỉ có bình tĩnh và quyết tuyệt. Hơn nữa linh dị tràn ngập không xác định, ta chưa chắc chỉ có một con đường chết. Lưu Kỳ tiếp tục khuyên nhủ, ta không hoài nghi quyết tâm và dũng khí của ngươi, nhưng có một số việc không làm được thì vẫn là không thể. Một người bình thường đối kháng quỷ là chuyện không thể nào, nhưng có thể đậy nắp quan tài, rủi ro và thu lợi là thành tỷ lệ thuận, ta cho rằng lúc này đáng giá cược một phen. Ngươi đừng khuyên nữa, ta hành động đây, nếu ta chết thì chờ Dương Gian tỉnh lại sẽ nhặt xác cho ta. Vương San San quyết định dùng hành động bù đắp sai lầm của bản thân. Nàng đi thẳng về phía đầu cầu thang, bên dưới cầu thang tối đen, giống như bị một mảnh tối tăm bao phủ. Nhưng Vương San San tạm dừng giây lát rồi đi nhanh xuống cầu thang bằng gỗ, không do dự và lề mề nữa. Lưu Kỳ toát mồ hôi lạnh, toàn thân đau nhức, nhưng nhìn Vương San San biến mất ở tầm mắt thì rất buồn nản, hối hận. Giây phút này khiến hắn nhớ đến tình cảnh lúc ở quê, tình huống giống nhau, nhưng lần đó là cha của hắn hy sinh, lần này người hy sinh là bạn học cũ. Ta vô dụng quá. Lưu Kỳ cảm thấy đây là do mình không có đủ năng lực, nếu lúc trước chịu liều mạng hơn, giành lấy sức mạnh linh dị càng mạnh hơn thì có lẽ lần này Tiêu Dương sẽ không chết, Vương San San cũng không phải mạo hiểm như vậy. Nhưng mặc cho Lưu Kỳ hối hận cỡ nào thì vẫn bất lực trước linh dị. Bên dưới bàn gỗ cũ kỹ, đầu người kỳ dị lại thò ra. À, lại là tiếng hét đau đớn, lần này Lưu Kỳ bị thương càng nặng, bụng của hắn bị cắn đứt một miếng to, mất luôn nội tạng. Hơn nữa hai chân cơ hồ đã biến mất, cổ cũng suýt chút bị cắn đứt. Nếu không phải sức mạnh linh dị kéo dài sinh mệnh của Lưu Kỳ thì hắn đã chết mấy lần. Nghe tiếng nhai rùng rợn của ác quỷ vang bên tai, tiếng xương vỡ răng rắc, Lưu Kỳ dần không dãy dụa nữa. Lưu Kỳ tỉnh táo cảm thụ chính mình đang bị ác quỷ từ từ ăn từng miếng. Lúc này Vương San San đang bước xuống bậc thang. Cầu thang nhìn như chỉ có một tầng nhưng khi bước lên nó thì rất dài. Đây không phải là cầu thang bình thường, có sức mạnh linh dị bám trên nó, nhưng rất mông lung, chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng cũng khiến Vương San San bắt đầu hiểu được một việc. Có lẽ căn nhà gỗ này không đơn giản như nhìn bề ngoài.
Có lẽ đây là một căn nhà gỗ do ác quỷ dựng nên. Lưu Kỳ nằm sấp trên sàn tầng 2, có lẽ vì ác quỷ dựng tầng 2 làm địa bàn đã thức tỉnh, ác quỷ dựng cầu thang tầng 1 còn ngủ say chưa tỉnh. Tương tự, vách tường, cửa sổ bốn phía rất có thể cũng là những con ác quỷ ngủ say. Nếu những con quỷ này đều thức tỉnh thì khó mà tưởng tượng mức độ khủng bố của nhà gỗ này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2852, một chuỗi cạm bẫy 2. Dường như không có nguy hiểm gì, Vương San San dẫm lên bậc thang cũ kỹ, xung quanh nhìn như âm u đáng sợ, trên thực tế nàng cũng không bị ác quỷ tập kích, điều này khiến nàng dần dần có mấy phần tự tin. Rất nhanh, nàng đi tới tầng trệt. Trong sảnh lớn vẫn nằm ngang dọc rất nhiều cỗ quan tài, những quan tài này phủ đầy cho bụi, phai màu, không biết đã bao nhiêu lâu chưa được mở ra. Vương San San tùy ý nhìn liền thấy có một cỗ quan tài gần đó bị văng nắp quan tài, nằm trơ trọi ở một bên, giống như có cái gì thoát ra từ quan tài cũ kỹ này. Là cỗ quan tài đó sao? Vương San San hít sâu một hơi, không dám chần chừ lập tức đi nhanh về phía quan tài bị mở ra. Thân là người bình thường, nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian hành động, không có tư cách đi quan sát và lưu ý tình huống xung quanh. Bởi vì hiện tại dù có nguy hiểm cũng phải làm, nếu không lần này mạo hiểm sẽ trở nên vô nghĩa. Vương San San một mình một người đến gần cỗ quan tài, nàng nhìn vào bên trong mới phát hiện trong đó nằm một tử thi không đầu. Khiến người cảm thấy sợ hãi nhất là bụng của tử thi cổ xưa phồng lên xẹp xuống, giống như đang ăn cơm vậy. Hơn nữa tùy theo xác chết này ăn cơm, xác chết gầy đét dần khôi phục màu máu, cơ bắp phình ra, giống như đang hấp thu dinh dưỡng để lớn lên. Quả thực giống như con quỷ chết đói khác. Vương San San trong lòng sợ hãi, không dám nhìn lâu, nàng lập tức đi đến một bên gồng sức nâng nắp quan tài ở dưới đất lên. Tuy rằng Vương San San là một người bình thường, nhưng trên thực tế không phải hoàn toàn không dính chút linh dị nào. Cơ năng thân thể của nàng bị linh dị ảnh hưởng, sức lực lớn hơn người bình thường, dư sức nâng nắp quan tài nặng trịch này. Nhưng khi Vương San San vừa chạm vào nắm quan tài thì chợt có biến dị. Tử thi không đầu nằm trong quan tài bỗng nhiên ngồi dậy. Nó nhận ra sự tồn tại của ta rồi. Vậy phải tranh thủ đậy nắp quan tài lại trước khi quỷ ra tay với ta. Vương San San giật nảy mình, nhưng nàng lại không dám buông tay, vẫn kéo nắp quan tài đi tới. Lúc này bất cứ linh dị đều sẽ giết chết nàng, bởi vậy ngược lại không cần thiết quá mức cẩn thận dè dặt. Vương San San không ngừng tới gần, xác chết ngồi trong quan tài không có hành động nào khác. Bởi vì Vương San San cũng không có kích phát quy luật giết người của ác quỷ. Vì hiểu điều đó nên nàng mới dám đánh cuộc một phen. Nguy hiểm tuy rằng khủng bố, nhưng không, phải không chút sinh cơ. Nằm xuống cho ta. Vương San San gồng sức, cắn răng đặt nắp quan tài bị lật mở đậy lại quan tài, liều mạng đè xác chết không đầu ngồi dậy đó nằm xuống. Hành vi lỗ mãng mà bốc đồng đó thế mà thành công. Nắp quan tài nặng nề dường như có năng lực hạn chế linh dị, thật sự đè xác chết không đầu nằm xuống. Sau đó nắp quan tài khép lại, hết thảy dường như lại khôi phục bình tĩnh. Thành công. Vương San San trên mặt lộ ra một chút nụ cười, tuy rằng nét mặt thản nhiên nhưng trong lòng nàng rất vui sướng. Khi nắp quan tài khép lại thì trên tầng 2 cũng phát sinh biến đổi. Lưu Kỳ đã bị cắn hoàn toàn biến hình, lúc này đột nhiên phát hiện linh dị tập kích ngừng lại, tuy rằng còn chưa thể động, nhưng tình huống tốt hơn trước nhiều. Lưu Kỳ cũng thấy các đầu người chết kỳ dị lăn nhanh xuống dưới lầu. Chẳng lẽ Vương San San thành công? Giây phút này Lưu Kỳ chỉ có thể nghĩ như vậy. Bởi vì Dương Gian còn ngủ say vẫn không thức tỉnh, biến đổi này chỉ có thể là Vương San San mang đến. Nguy rồi! Lưu Kỳ phản ứng lại, vội vàng hô, Vương San San, quỷ xuống tầng trệt, phải hết sức cẩn thận. Vương San San ở dưới lầu nghe tiếng cảnh báo, nhưng giờ phút này nàng không rảnh quan tâm quỷ trên tầng 2 trở về. Bởi vì hiện tại nàng nhìn thấy nhiều quan tài trong sảnh lớn tầng trệt đều rung lên, có quan tài rung lắc mạnh, dường như tùy thời sẽ rơi xuống đất. Mà cùng với phần lớn quan tài lạ thường thì căn nhà gỗ cũng trở nên kỳ lạ. Dường như căn nhà gỗ đang thức tỉnh, muốn sống lại. Đậy nắp quan tài này lại dẫn động quan tài khác, đây là cạm bẫy trên giấy da người sao? Thoạt nhìn là lựa chọn chính xác, thật ra mỗi một bước đều là cạm bẫy lớn, nó muốn hại tất cả chúng ta chết ở chỗ này, bao gồm Dương Gian. Nếu quỷ trong nhà gỗ thức tỉnh thì không ai có thể sống đi ra nơi này.
Người Vương San San khẽ run, nàng nhìn cửa, gần trong gang tấc. Nếu lúc này lao ra thì khẳng định có thể rời khỏi. Đây trước khi ác quỷ thức tỉnh. Nhưng Vương San San không làm như vậy, bởi vì nàng chạy đi cũng vô nghĩa. Chỉ cần Dương Gian còn ở trong nhà gỗ, như vậy Vương San San trốn tới đâu cũng có kết quả như nhau. Nhớ kỹ lại thì giây phút ta lấy ra giấy da người, mọi thứ đều là một cái tròng. Nhìn như ta tìm được lỗi hệ thống trong thông tin trên giấy da người, nhưng sự thực là nó cố ý để lại. Khoảnh khắc đưa chó giữ vào nhà gỗ thì âm mưu của giấy da người đã thành công. Vương San San bắt đầu phản tỉnh, suy nghĩ lại ngọn nguồn của toàn bộ sự tình. Càng nghĩ càng kinh dị. Hiện tại duy nhất đáng mừng là trước khi rời đi Vương San San đã nhét giấy da người cho quỷ đồng ăn mất. Đợi đã, lỡ như đây cũng là bẫy thì sao? Có thể là nó cố ý dụ ta đút cho quỷ đồng. Vương San San bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cảm thấy điểm kỳ lạ. Tuy không nói rõ được lạ ở chỗ nào, nhưng Vương San San phát hiện đút giấy da người cho quỷ đồng ăn là một việc sai lầm. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2853, căn nhà thức tỉnh 1. Vương San San không phải loại người ngu ngốc, ngược lại nàng là một cô gái khá thông minh, nhưng kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị quá ít. Cộng thêm lần này đối diện đều là sự kiện linh dị cực kỳ phức tạp, hung hiểm, cho nên khó tránh chịu thiệt mắc mưu. Hiện giờ quay đầu nghiêm túc suy nghĩ, Vương San San thế này mới hiểu ra sự khủng bố của giấy da người. Rõ ràng giấy da người không làm gì, chỉ là đơn giản hiện ra mấy tin tức liền có thể hại chết tất cả mọi người. Nhưng điều khiến Vương San San lo lắng nhất không phải chuyện đó, mà là giấy da người dường như cố ý bị quỷ đồng ăn. Nếu kế tiếp tất cả chúng ta thật sự bị ác quỷ thức tỉnh trong nhà gỗ này giết thì quỷ đồng cũng sẽ chết theo, đến lúc đó có khi nào xuất hiện một loại tình huống là quỷ đồng bị giấy da người trong bụng của nó khống chế không? Vương San San bỗng dưng nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Quỷ đồng chết bị giấy da người khống chế thì cảnh tượng phát sinh trong thế giới linh dị 3 năm trước rất có thể sẽ trình diễn trong hiện thực. Vương San San thầm hết hồn. Trong thế giới linh dị 3 năm trước, Vương San San thấy tận mắt quỷ đồng lớn lên như thế nào, nhưng lúc ấy quỷ đồng ăn giấy da người còn trong phạm vi kiểm soát. Nhưng nếu ngược lại quỷ đồng bị giấy da người khống chế, như vậy tình huống tuyệt đối sẽ phi thường không tốt. Đến lúc đó cả đám bọn họ chẳng những chết mà còn nuôi ra một con ác quỷ siêu khủng bố. Một khi ác quỷ này đi ra thị trấn Bạch Thủy, sẽ là đả kích mang tính hủy diệt với giới linh dị bên ngoài. Nếu nghiêm trọng hơn nữa thì e rằng cả thế giới đều tiêu đời. Còn có thể ngăn cản chuyện này phát sinh sao? Giờ phút này, Vương San San cắn môi, nàng chưa từng có ý nghĩ từ bỏ, lùi bước, cố gắng suy nghĩ thông qua một ít thủ đoạn bù đắp lại. Vương San San nhìn trong tay, chỉ có một sợi dây chuyền của quỷ lừa đảo. Nhưng vật phẩm linh dị này mang đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ tại đây. Quan tài khác trong sảnh lớn vẫn đang rung lắc, hiện tượng linh dị đáng sợ dần xuất hiện trong căn nhà gỗ này. Mọi thứ ập tới quá nhanh, quá đột ngột, cho dù là người ngự quỷ hàng đầu đối diện tình huống như vậy cũng sẽ không biết làm sao, càng miễn bản Vương San San chỉ là người bình thường. Vương San San nhìn sang quan tài mới đậy nắp. Vương San San không do dự, chủ động lật nắp quan tài này ra. Một cái xác không đầu cũ kỹ bỗng nhiên ngồi dậy. Nhưng lần này xác chết không đầu càng thêm đáng sợ, nâng cánh tay lên vịn quan tài, muốn leo ra. Để âm mưu của giấy da người thực hiện được chẳng bằng ta và Lưu Kỳ, quỷ đồng cùng nhau chết ở chỗ này. Vương San San dứt khoát quyết định hạ thấp tổn thất xuống mức thấp nhất. Vương San San không biết hành vi này của mình có hữu dụng không, nhưng nàng biết tình huống hiện tại đã là tệ nhất, dù sằng bậy cỡ nào cũng sẽ không tệ hơn được nữa. Về tầng 2, Vương San San lại lần nữa hành động, nàng muốn thừa dịp quỷ ở tầng trệt chưa ra ngoài hết thì nhanh chân quay về tầng 2. Nếu chính mình còn có thể sống sót quay về, nàng sẽ không chút do dự móc giấy da người ra khỏi bụng của quỷ đồng. Vương San San không bận tâm bản thân an toàn nên tốc độ hành động siêu nhanh. Chỉ mất 10 giây Vương San San đã đạp lên cầu thang bằng gỗ, tiếp đó lấy tốc độ nhanh nhất lao lên tầng 2, giống hệt tình huống phát sinh khi nãy. Rõ ràng tầng trệt và tầng 2 chỉ cách nhau một tầng lầu, nhưng bậc thang rất dài, dù không có nguy hiểm gì thì một người bình thường muốn lập tức chạy đến tầng 2 gần như là chuyện không thể. Vương San San không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục lên lầu. Nàng không cố ý đếm đã leo lên bao nhiêu nấc thang,
chỉ biết chính mình hiện tại còn ở trên thang lầu, chưa thấy bóng dáng tầng 2 đâu. Chạy gấp khiến Vương San San rất nhanh liền thở hổn hển. Mặc dù thân thể bị linh dị ảnh hưởng, khiến nàng có thể lực hơn hẳn người thường, nhưng dù sao vẫn là cơ thể bình thường. Thời gian lâu, thân thể bình thường trở nên vướng víu, hành động đơn giản nhất cũng cật lực, dùng dây chuyền của quỷ lừa đảo. Vương San San không quên vật phẩm linh dị duy nhất có thể lợi dụng trong tay mình, nàng siết chặt dây chuyền thủy tinh thoạt nhìn bình thường, vận dụng sức mạnh linh dị ở bên trong. Vương San San lập tức hồi phục thể lực, cả người giống như không biết mệt là gì. Nhưng ngay lúc đó, trên đường quay về tầng 2, Vương San San nghe một chuỗi tiếng bước chân dồn dập xuống lầu. Lúc nãy Lưu Kỳ đã nhắc nhở ta, quỷ trên tầng 2 đi xuống tầng trệt, dặn ta cẩn thận, xem tình huống này thì ta sắp va chạm với quỷ ngay trên cầu thang. Vương San San vẫn không dừng bước, nàng không sợ hãi gặp phải quỷ, chỉ lo lắng chính mình bị quỷ giết chết, hành động chỉ có thể dừng ở đây. Dùng dây chuyền của quỷ lừa đảo thử xem có thể lừa ác quỷ không, tránh cho bị quỷ theo dõi, nếu thất bại thì đành chịu chết ở chỗ này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2854, căn nhà thức tỉnh 2. Vương San San hành động với quyết tâm phải chết, ác quỷ đang xuống lầu cũng không thể ngăn bước chân tiến lên của nàng. Nếu sự tình đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tùy theo Vương San San không ngừng lên lầu, nàng dần dần phát hiện ra một hiện thực đáng sợ. Đó là mặc cho nàng bước tới như thế nào nhưng mãi không thể lên tầng 2, bị nhốt trên cầu thang. Không chỉ có Vương San San bị nhốt, dường như quỷ từ tầng 2 xuống dưới cũng bị nhốt. Vương San San nghe tiếng bước chân dồn dập vang mãi mà vẫn không nhìn thấy ác quỷ đi xuống. Điều này rõ ràng khác với tình huống vừa rồi. Giải thích duy nhất là cầu thang này cũng là một con quỷ, chẳng qua lúc trước quỷ cầu thang chưa thức tỉnh, cho nên sức mạnh linh dị ảnh hưởng rất nhỏ, bọn họ mới có thể thuận lợi lên xuống lầu. Bây giờ tất cả quỷ trong căn nhà gỗ này đều thức tỉnh, linh dị trên cầu thang vượt qua lúc trước, cho nên Vương San San mới bị nhốt. Vương San San một bên tiếp tục lên lầu, một bên thầm nghĩ, chẳng lẽ giấy da người cũng tiên tri được tình huống này. Nàng rất muốn bù đắp hết thảy, nhưng bây giờ phát hiện mình không thể làm được gì. Mới nãy Lưu Kỳ nói câu đó rất đúng, có một số việc không làm được thì là không làm được, không phải có quyết tâm và dũng khí là được. Cùng lúc đó, tình huống của Lưu Kỳ trên tầng 2 hơi chuyển biến tốt đẹp, bởi vì ác quỷ rời đi, hắn cùng quỷ đồng đều không có lại bị gặm cắn. Nhưng thân là người ngự quỷ, Lưu Kỳ hiểu rằng loại tình huống này chỉ là tạm thời, không giữ được quá lâu. Hơn nữa Lưu Kỳ phát hiện căn nhà gỗ này có gì đó kỳ lạ, có chút hiện tượng linh dị bắt đầu xuất hiện, xung quanh tràn ngập hơi thở âm u lạnh lẽo, dường như hung hiểm đáng sợ sắp đến. Dưới lầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Kỳ tiếp tục thử thoát khỏi bàn gỗ hạn chế, nhưng vẫn bất lực. Linh dị ở đây quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt qua phạm vi mà hắn có thể ứng đối, dù bây giờ ác quỷ đã rời đi thì Lưu Kỳ vẫn không thể thoát khốn. Quỷ đồng ở bên cạnh cũng giống như vậy. Quỷ đồng cũng đang giãy giụa nhưng vẫn không bò lên nổi. Thật là đáng giận. Lưu Kỳ phi thường tức giận, hắn biết rõ trước mắt là một cơ hội rất tốt, bởi vì năng lực của mình không đủ mà không thể nắm lấy. Nhưng tức giận không giải quyết được sự tình, cũng không ngăn được linh dị toát ra từ căn nhà gỗ này. Chốc lát sau, Lưu Kỳ thấy trên cửa sổ tầng 2 không biết từ khi nào ảnh ngược ra mấy cái bóng kỳ dị. Đường nét của những bóng đen giống y như đúc, khô gầy quắt queo, hơn nữa tất cả bóng đen nối liền một mảnh, trông như một bức tường bao quanh người vậy. Ngoài ra, Lưu Kỳ còn phát hiện gỗ trên cây cột trụ tầng 2 không ngừng bong ra, mùi mục giữa nồng nặc lan tỏa. Một tử thi vặn vẹo dần lộ ra trong cây cột trụ. Thậm chí trong khe hở vách tường bốn phía đều có những ngón tay màu xám cho vươn ra đâm thủng miếng gỗ, lật ra. Tất cả ác quỷ đều thức tỉnh, bộ mặt thật của nhà gỗ từ từ lộ ra. Loại tình huống này đã không thể đảo ngược, cứ tiếp tục như vậy thì mọi người đều sẽ chết ở chỗ này, bao gồm Dương Gian. Bởi vì hiện tại Dương Gian còn trong trạng thái mất ý thức, không thể tỉnh táo lại. Trong trạng thái không tỉnh táo, dù Dương Gian là đội trưởng chấp pháp, người ngự quỷ đứng đầu nhất giới linh dị cũng không thể nào đối kháng nhiều quỷ khủng bố như thế. Loại tình huống này xuất hiện rõ ràng là vì hành động bên chỗ Vương San San đã thất bại. Nàng chỉ là tạm thời giảm chậm thời gian ta và quỷ đồng bị giết, nhưng tất cả điều này đều không làm nên chuyện gì.
Trong tình huống trước mắt, muốn lật ngược tình thế cũng chỉ có một biện pháp, đó là khiến Dương Gian tỉnh táo lại. Tuy toàn thân Lưu Kỳ tách lìa nhưng hắn rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Dương Gian, có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Ngươi còn chưa tỉnh lại thì tất cả chúng ta sẽ chết hết tại đây. Miệng Lưu Kỳ đầy máu tươi, cằm vỡ nát nhưng vẫn thử hét hướng trong phòng, hy vọng Dương Gian có thể nghe thấy. Dương Gian, nhanh tỉnh lại, ta cùng Vương San San chết ở chỗ này không sao cả, ngươi tuyệt đối không thể chết tại đây. Không có thời gian, nhanh lên, quỷ sắp xuất hiện, đến lúc đó quỷ sẽ giết chết ngươi. Từng tiếng kêu gào, đây là sự nỗ lực và bướng bỉnh cuối cùng của Lưu Kỳ. Hành vi như vậy không vô dụng, bởi vì Dương Gian nghe thấy. Dương Gian bị nhốt ở giữa hiện thực và hư ảo nghe được giọng nói của Lưu Kỳ. Là Lưu Kỳ kêu cứu, biểu cảm của Dương Gian hơi thay đổi, nhìn hướng phát ra âm thanh, nhưng không thấy gì. Xem bộ dạng tình huống bên ngoài rất tệ, Lưu Kỳ và Vương San San hơn phân nửa đã đến bờ vực sống chết, nếu không thì hắn không thể nào kêu cứu ta. Dương Gian hít sâu một hơi, trong lòng cũng rất cấp bách, nhưng hắn hiểu rằng bây giờ mình không làm được gì. Cố kiên trì, ta còn cần một chút thời gian. Hiện giờ ta nghe được âm thanh từ bên ngoài nói lên chó dữ xâm nhập đã có hiệu quả, phải biết rằng vừa rồi ta không nghe được gì. Chờ linh dị của chó dữ vươn tới nơi này là ta có thể thoát khốn thông qua linh dị của chó dữ. Dương Gian không quá tự tin, bởi vì hắn không thể đoán được cần bao lâu để chó dữ xuất hiện ở nơi này. Có lẽ cần mười mấy phút, có lẽ chỉ cần mấy phút, nhưng tất cả điều này cần điều kiện tiên quyết là nhóm Lưu Kỳ sống sót trước khi Dương Gian thoát khốn. Bọn họ mà chết thì dù Dương Gian có năng lực đảo ngược quá khứ, thay đổi tương lai cũng vô dụng. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2855, kịp thời đảo ngược 1. Trạng huống trong nhà gỗ hiện nay cực kỳ tồi tệ. Quỷ trong nhà gỗ không ngừng thức tỉnh, đồng thời Vương San San bị nhốt, tùy thời đều sẽ chết trên thang lầu. Lưu Kỳ tuy rằng tạm thời không bị ác quỷ ăn, nhưng tùy theo xung quanh không ngừng có hiện tượng linh dị xuất hiện, không đảm bảo hắn sẽ bị quỷ khác theo dõi. Càng quan trọng là, hiện tại Dương Gian còn hôn mê bất tỉnh, nếu hắn bị quỷ tập kích thì không có chút sức phản kháng. So với trạng huống lúc trước đã khá hơn rồi. Giờ phút này, Dương Gian đã có thể thấy tình cảnh bên ngoài lờ mờ, hắn thậm chí có thể tự do đi trong nhà gỗ, nhưng ở trong trạng thái này hắn giống như u linh, không thể ảnh hưởng hiện thực. Dương Gian trông thấy Lưu Kỳ đẫm máu nằm úp ở ngoài phòng, thấy quỷ đồng nằm sấp xuống đất dãy giụa, nhưng lại không nhìn thấy Vương San San. Nằm sấp xuống đất thì sẽ bị ác quỷ tập kích sao? Sàn tầng 2 của nhà gỗ này có vấn đề, chắc không phải sàn gỗ bình thường mà làm bằng linh dị. Dương Gian quan sát sơ liền biết. Dương Gian nhìn thoáng qua cột gỗ không ngừng bong chóc, một tử thi thối rữa dần hiện ra, lại nhìn từng hàng ảnh ngược kỳ dị trên cửa sổ. Không chỉ có nền nhà, nguyên căn nhà gỗ đều xây dựng từ linh dị, sàn nhà, cây cột, cửa sổ, thang lầu. Mỗi món đều đại biểu cho một con ác quỷ. Lúc trước vào nhà thì ác quỷ chưa thức tỉnh nên không cảm giác được hung hiểm, giờ thì nơi này đã thành nhà giữ ai vào đều phải chết. Dương Gian đã hiểu tại sao Lưu Kỳ sốt ruột kêu gọi mình. Trong tình huống này, dù là đội trưởng khác của tổng bộ đến cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, ai đều không dám ở lại. Dương Gian lang thang như u linh định đi xuống lầu nhìn xem. Nhưng hắn đi gần cửa thang lầu thì đường biến mất, hắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi tầng 2, không thể rời đi quá xa, có thể thấy linh dị còn trói buộc hắn. Nhưng mà Dương Gian lại nghe thấy tiếng chó dữ sủa càng lúc càng gần, giống như ở bên người, dường như chốc lát nữa hắn sẽ nhìn thấy chó dữ. Còn thiếu một chút thời gian sao? Dương Gian hơi không đợi kịp, bởi vì hắn nhìn thấy xác chết thối rữa trong cây cột bong chóc đã quay đầu, chậm rãi hoạt động. Lưu Kỳ bị giam cầm trên sàn nhà cũng trông thấy cảnh này. Ác quỷ đã hoàn toàn thức tỉnh, chúng nó khôi phục hành động, căn nhà gỗ đã hoàn toàn bị quỷ chiếm cứ. Lưu Kỳ hiện tại có chút tuyệt vọng, mùi mục giữa bay tới. Tử thi vươn ra một chân, tiếp đó thân thể vặn vẹo bước ra khỏi cây cột. Cùng với tiếng xương kêu răng rắc, xác chết thối giữa này từ từ giãn người ra, nối tứ chi bị bẻ gãy thành bộ dạng như bình thường. Lúc này Lưu Kỳ mới trông thấy bộ dạng của xác chết thối giữa, đó là một xác nữ có mái tóc đen. Quần áo đã mục nát rách nhiều,
nhưng từ kiểu dáng vải rách còn sót lại thì hơn phân nửa là người thời dân quốc. Khuôn mặt của xác chết đã biến mất, giống như bị người gọt mất, chỉ có một đôi mắt máu thịt nhầy nhụa. Nhìn ra được lúc trước xác nữ này bị người cố ý nhét vào khúc gỗ làm cột trụ nhà, khi xác nữ còn sống từng bị người tách rời, bị lột da mặt. Nhưng tất cả điều này đều không trọng yếu. Hiện tại xác nữ là một con ác quỷ khủng bố hoàn toàn thức tỉnh, nó đứng cạnh Lưu Kỳ, tùy thời đều có thể tập kích Lưu Kỳ. Lưu Kỳ không dám nói chuyện, thậm chí không dám nhìn thẳng ác quỷ này, sợ bị nó theo dõi. Cổ đẫm máu của xác chết hơi xoay nhẹ, nhìn về phía Dương Gian đứng yên trong phòng. Sau đó xác chết chậm rãi đi tới gần Dương Gian đang hôn mê. Nguy rồi, không ngờ nó theo dõi Dương Gian. Lưu Kỳ mở to mắt, vừa kinh vừa giận. Rõ ràng Dương Gian cách xa như vậy, không phát ra chút tiếng động nào mà tại sao xác nữ tìm tới hắn. Ngược lại Lưu Kỳ cách gần vậy mà không bị tấn công, hay bởi vì Lưu Kỳ bị nhốt trên bàn, bát tiên cũ kỹ nên không bị công kích nữa. Không ngăn cản xác nữ này được, nó thật sự đến gần Dương Gian. Lưu Kỳ muốn giúp nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác quỷ rời đi. Hắn định kêu gọi Dương Gian nhưng không được đáp lại. Hắn muốn hấp dẫn xác nữ chú ý nhưng bị xác nữ ngó lơ. Ngược lại tiếng la của Lưu Kỳ dường như xúc động cấm kỵ nào đó. Giây phút này, tất cả cửa sổ phòng trong tầng 2 đồng loạt mở ra, bên ngoài một mảnh tối đen, gió mát lạnh không ngừng thổi vào. Bên ngoài cửa sổ hé mở, những cái bóng khô gầy dần vươn vào phòng. Cái bóng khô gầy này hơi giống như quỷ bóng, nhưng cũng không phải. Bởi vì Lưu Kỳ khiếp sợ nhìn thấy, không biết khi nào một người khô gầy đứng ngoài cửa sổ, dáng người rất cao, đầu đã vượt qua cửa sổ. Bị xà nhà chặn không thấy rõ bộ dạng, trên người mặc áo dài cũ kỹ, bởi vì khô quắt nên áo trống rỗng đung đưa trong gió nhẹ. Người khô gầy kỳ dị bên ngoài cửa sổ không có động tĩnh, nhưng bóng đen ở dưới đất thì như vật sống, không ngừng đến gần Lưu Kỳ. Lần này là nhằm vào ta, Lưu Kỳ cũng không hoảng sợ, hắn thậm chí hy vọng xác nữ cũng chọn mình. Dù sao chính mình rất khó sống sót, chẳng bằng hấp dẫn tất cả quỷ đến. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2856, kịp thời đảo ngược 2. Ác quỷ tới gần, bị tập kích là chuyện sớm hay muộn. Xác nữ giờ phút này đã đi tới cửa phòng, nó dường như không bị linh dị trong phòng ảnh hưởng, thậm chí xác chết khô trong phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cứ như thế, xác nữ bước qua cửa phòng đi tới bên cạnh Dương Gian. Dương Gian vẫn không thể động. Giây phút này xác nữ công kích Dương Gian, thân thể tỏa mùi mục giữa của nó dán vào người hắn, tiếp đó thân thể giống như hòa tan dính liền với hắn, trông như trẻ sơ sinh gắn liền nhau, không thể tách rời. Cơ thể của Dương Gian cũng thối rữa, linh dị ảnh hưởng đang xâm thực toàn thân của hắn. Chốc lát sau, xác nữ dần tách khỏi người Dương Gian. Tuy nhiên xác nữ tách ra không tiếp tục thối rữa, mùi hôi cũng biến mất, trạng thái xác chết thoáng chốc bị đảo ngược, trở nên mới mẻ. Thứ duy nhất không thay đổi là mặt của nó vẫn máu tươi đầm đìa, không có da mặt. Nhưng tất cả điều này không phải là không có giá đắt. Bởi vì tất cả dấu vết mục giữa đó rời lên người Dương Gian, hắn hứng chịu nguyền rủa khủng bố trên người xác nữ. Thân thể của Dương Gian nhanh chóng ác hóa, từng miếng thịt giống như mất đi sức sống, không ngừng rớt khỏi thân thể, thậm chí có thể thấy xương trắng héo. Tùy theo thời gian trôi qua, xương nhanh chóng đổi màu đen thui, gãy. Tiếp tục như vậy thì, rất nhanh Dương Gian sẽ hoàn toàn thành đống bùn nhão. Ngược lại cơ thể của xác nữ trở nên hoàn chỉnh, làn da trắng nõn thậm chí hơi hồng hào. Nó vẫn đang tách khỏi Dương Gian. Chờ hoàn toàn tách lìa, xác nữ sẽ mang đi khỏe mạnh, sức sống, sinh mệnh, thậm chí mọi thứ của Dương Gian. Bao gồm sức mạnh linh dị mà hắn khống chế cũng bị lấy ra, bởi vì trên người xác nữ đang mọc một con mắt kỳ dị. Đó là quỷ nhãn. Không ngờ xác nữ bóc ra một quỷ nhãn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có linh dị khác bị bóc ra, cuối cùng Dương Gian chẳng còn lại gì. Lưu Kỳ trơ mắt nhìn thân thể Dương Gian bị xâm thực, linh dị bị tách ra, qua to, Dương Gian, không có thời gian, nhanh chóng tỉnh lại đi. Nếu không tỉnh lại thì ngươi sẽ chết. Lưu Kỳ cũng đang bị bóng ma khô gầy phủ lên, nhưng hắn bất chấp trạng huống của bản thân. Hắn chết cũng không sao, ít nhất Dương Gian phải sống. Tiếng quát của Lưu Kỳ bỗng được đáp lại, nhưng đáp lại hắn không phải giọng nói của Dương Gian, mà là tiếng chó dữ sủa.
Cùng với tiếng chó sủa, Dương Gian vốn đứng yên tại chỗ hôn mê đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt không còn đen ngòm vô thần mà lóe tia sáng đỏ nhạt, ánh sáng đỏ càng lúc càng mãnh liệt, mãi đến phút cuối cùng, bao phủ toàn thân. Giây phút này, cơ thể thối rữa đang khôi phục, đảo ngược. Xác nữ mới trở nên tốt hơn thì nhanh chóng ác hóa, làn da trắng biến đen, bốc mùi mục nát, hơn nữa xác nữ nhanh chóng tách khỏi người Dương Gian. Hiện giờ xác nữ không bóc linh dị khỏi người Dương Gian mà trả lại tất cả những gì đã lấy. Tình huống như vậy xuất hiện cũng chỉ có một loại giải thích. Đó là Dương Gian mở ra quỷ vực 7 tầng trực tiếp reset bản thân. Ánh sáng đỏ đạt đến mức dày đặc nhất thì đột nhiên ngừng. Sau đó ánh sáng đỏ tán đi, cơ thể của Dương Gian khôi phục như cũ, lành lặn, không có bất cứ linh dị bị bóc ra. Xác nữ thối giữa hơi quay đầu lộ ra khuôn mặt ngập ngụa máu. Thật là buồn nôn, xéo cho ta. Dương Gian vùng thương dài, dao dựa không thương tình chém xuống. Xác nữ lập tức bị hắn cứng rắn chặt thành hai khúc, nhưng nó không chìm trong thinh lặng mà ở trên mặt đất dãy giụa mấp máy, muốn gắn lại với nhau. Giây sau, xác nữ thối giữa bốc cháy quỷ hỏa màu xanh nhạt. Quỷ hỏa thiêu đốt, châm lửa xương của xác nữ phát ra tiếng lách tách, lửa cháy mạnh hơn nhanh chóng nuốt chửng xác nữ. Rốt cuộc kịp lúc, Dương Gian nháy mắt áp chế ác quỷ xong mới nhẹ nhàng thở ra. Mới nãy Dương Gian nhìn cảnh này phát sinh, nếu không phải chó dữ vào phút cuối kéo ý thức của hắn trở về thì không chừng hắn sẽ thật sự chết tại đây. Không có thời gian cảm khái, cần lập tức ra tay cứu Lưu Kỳ, quỷ đồng còn có Vương San San, tiếp đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dương Gian giây phút này thậm chí không để ý tới thây khô trong căn phòng. Dương Gian không kịp nghiên cứu, lập tức lao ra cửa phòng. Quỷ nhãn mở, vốn nên bị linh dị ảnh hưởng nhưng quỷ hỏa đốt cháy xua tan loại quấy nhiễu này. Tầng 2 mờ tối thoáng chốc sáng trưng, ánh lửa nháy mắt nuốt sống toàn bộ tầng 2. Giây phút này, người khô gầy bên ngoài cửa sổ không kiềm được lùi về phía sau mấy bước, thân hình dần ẩn vào mờ tối phía lưng, như ẩn như hiện. Cái bóng xâm nhập tầng 2 cũng nhanh chóng rút về. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2857, giải cứu và tai họa ngầm 1. Dương Gian tỉnh lại không chút do dự lập tức ra tay, hắn tách rời ác quỷ ở trước mắt, quỷ hỏa bao phủ toàn bộ tầng 2 nhà gỗ, có chuyện gì thì đợi ổn định hình thế hiện nay đã. Lưu Kỳ, ngươi thế nào rồi? Còn có thể nói chuyện không? Xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm, Dương Gian hỏi thăm trạng huống. Giờ phút này Lưu Kỳ nằm sấp xuống đất, mặc dù thân thể bị gặm cắn lung tung, nhưng sức sống ương ngạnh của người ngự quỷ chống đỡ hắn vẫn sống sót. Ta không sao, trạng huống khá hơn lần trước nhiều, ngặt nỗi thân thể suýt chút bị ăn sạch. Lưu Kỳ nhẹ nhàng thở ra nói, may mắn ngươi tỉnh, vừa rồi ta nhìn thấy ác quỷ kia định cướp đi tất cả linh dị trên thân thể ngươi. Ta thật sự sợ hãi nó thành công. Nếu ngươi tỉnh lại muộn một chút thì chúng ta thật sự sẽ đoàn diệt ở đây. Xin lỗi, vốn cho rằng lấy năng lực của ta có thể giúp đỡ đôi chút, không ngờ vẫn chỉ là vướng víu. Ta đang bị linh dị hạn chế, không thể động đậy. Không cần lo lắng, giao cho ta xử lý. Dương Gian nhanh chóng đi đến, hắn trực tiếp bứt mấy cọng tóc trên đầu Lưu Kỳ, lấy ra một cây kéo màu đỏ cũ kỹ. Đối phó loại linh dị vô hình này thì kéo quỷ là hữu dụng nhất. Tuy rằng mỗi lần sử dụng có lẽ sẽ dính linh dị mới, nhưng lúc này không thể suy nghĩ quá nhiều. Quấn tóc của Lưu Kỳ lên kéo quỷ, lấy tóc làm vật trung gian, có thể nhìn thấy trên người Lưu Kỳ quấn từng sợi chỉ rõ ràng mà đặc biệt. Những sợi chỉ rậm rạp đan vào nhau, giống như mạng nhện trói hắn lại, đầu sợi dây bên kia ở trên sàn nhà. Không, không đúng, sợi chỉ xuyên qua sàn nhà xuống tầng trệt, nối với ác quỷ nào đó trong sảnh lớn. Mắt Dương Gian lóe tia sáng. Hèn gì người ngự quỷ như ngươi cũng sẽ bị trói buộc ở đây không thể động đậy. Đây không phải là linh dị bình thường. Linh dị trên người của ngươi dường như nối với căn nhà gỗ này. Loại linh dị này hạn chế rất khủng bố, cho dù là người ngự quỷ cấp đội trưởng đều chưa chắc có thể thuận lợi tránh thoát. Lần đầu Dương Gian nhìn thấy sợi chỉ mảnh dày đặc như vậy, có thể tưởng tượng nguyên rủa này mạnh cỡ nào. Ta giúp ngươi cắt giảm linh dị trên sàn áp chế với ngươi, hãy thử dãy dụa thoát khỏi. Dương Gian lập tức vận dụng kéo quỷ cắt vào chỗ sợi chỉ rậm rạp nhất. Kéo quỷ trời sinh kiềm chế linh dị kết nối với nhau, không cần tốn sức, một chùm sợi chỉ mảnh đã bị cắt đứt,
sau đó sợi chỉ mảnh biến mất, còn thiếu một chút. Lưu Kỳ nháy mắt cảm giác ít bị trói buộc hơn, lúc trước cố gắng dãy dụa cỡ nào đều không thể động, hiện tại lại có thể miễn cưỡng ngước đầu lên, động đậy thân thể, nhưng vẫn không thể đứng lên. Ta biết, ta tiếp tục. Trong tầm nhìn quỷ nhãn của Dương Gian là bốn phía tối tăm. Có các loại hiện tượng linh dị vòng quanh Dương Gian, nguyên rủa của kéo quỷ đang dán vào hắn. Khi hắn cắt nhát kéo đầu tiên thì khá may mắn, không bị dính nguyền rủa, nhưng tới lần thứ hai thì phỏng chừng sẽ không may mắn như thế. Nhưng dù vậy, Dương Gian vẫn lần nữa sử dụng kéo quỷ. Nhát kéo thứ hai, sợi chỉ rậm rạp lại bị cắt đứt rồi biến mất. Mặc dù còn có rất nhiều sợi chỉ mảnh quấn trên người Lưu Kỳ, nhưng lúc này linh dị áp chế hắn đã bị cắt bớt rất nhiều. Bản thân Lưu Kỳ cũng là người ngự quỷ hàng đầu, giờ phút này hắn vận dụng linh dị của mình đối kháng loại trói buộc này, dãy dụa đứng lên từ sàn nhà. Nói là đứng lên, ngược lại chẳng bằng nói là chống hai cái chân gãy khuyết thịt miễn cưỡng đứng vững. Vết thương ma sát mặt đất, đau đớn kịch liệt khiến Lưu Kỳ túa ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn mặt không cảm xúc, không kêu một tiếng nào, chỉ có khóe môi co giật nhẹ. Thành công! Lưu Kỳ cố nén đau nhức, chống đỡ thân hình rách nát, há mồm cử động cái cằm bị cắn khuyết. Dương Gian nhìn thấy sợi chỉ nguyền rủa quấn quanh người Lưu Kỳ liên tục đứt đoạn, tan biến. Việc này chứng minh ác quỷ trói buộc Lưu Kỳ đã hoàn toàn biến mất, hắn thành công chống cự linh dị tập kích. Tuyệt, xem ra ta không cần vận dụng kéo quỷ lần thứ ba. Vương San San đã lấy dây chuyền của quỷ lừa đảo của ta, hiện tại không thể giúp ngươi khôi phục thân thể, phải lập tức đi tìm và cứu nàng về. Dương Gian nói rồi cất kéo quỷ vào, nhưng hắn đã cảm giác được lúc dùng kéo quỷ lần thứ hai đã bị dính một nguyền rủa mới. Dương Gian lúc này thật hy vọng gặp ông già nhà ma Trương Động, nhờ ông ta xóa dùng tất cả nguyền rủa dính trên kéo quỷ, nếu không mỗi lần sử dụng sẽ rất rắc rối. Trước khi Vương San San đi đã nhét giấy da người vào miệng của quỷ đồng, bị quỷ đồng ăn vào, ta cảm thấy thứ này là một tai họa ngầm, ngươi tốt nhất hãy nhìn xem. Lưu Kỳ nói ra phỏng đoán của mình, hắn luôn nhìn từng cử động của Vương San San, phân tích một số hành vi của nàng, chỗ nào có tai họa ngầm hắn đều nói ra ngay bây giờ, tránh cho việc nhỏ thành lớn. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2858, Giải cứu và tai họa ngầm 2. Nàng đút giấy ra người cho quỷ đồng, trong tình huống lúc ấy làm như vậy là không thành vấn đề. Trong tình huống không thể bảo vệ chính mình, không thể mang theo giấy ra người, cũng không thể ở lại bên cạnh ta, cách làm của nàng không thành vấn đề, nhưng thời cơ không đúng. Vương San San không nên cho quỷ đồng ăn giấy ra người trong khi quỷ đồng bị hạn chế. Quỷ đồng hiện tại cũng bị linh dị trói buộc giống như ngươi, nó bị áp chế, không thể vận dụng năng lực của quỷ chết đói, không thể tiêu hóa giấy ra người kia. Dương Gian bước tới gần quỷ đồng, quỷ nhãn nhìn thấu trên người quỷ đồng không có bất cứ bí mật. Dương Gian bỗng vươn tay ra, dưới sự trợ giúp của quỷ vực đâm tay vào bụng của quỷ đồng. Khi Dương Gian rút tay ra thì trong tay cầm giấy da người màu nâu sậm ướt sũng. Giấy da người không bị sứt mẻ gì, không có dấu hiệu bị hấp thu tiêu hóa, năng lực của quỷ chết đói giờ phút này cũng mất đi hiệu lực. Quả nhiên là một tai họa ngầm, xem ra trực giác của ta không sai, chắc chắn Vương San San đã bị lừa. Lưu Kỳ nói, có thể trở thành người ngự quỷ hàng đầu, đôi khi trực giác rất trọng yếu, bởi vì linh dị không chỉ tồn tại ở trước mắt, cũng tồn tại ở nhiều nơi không nhìn thấy. Dương Gian nói, nàng bị giấy da người lừa rất bình thường, thứ này quá quái dị, bản thân ta có mấy lần suýt chút bị nó hại chết, nếu không thì ta đã chẳng vứt bỏ nó thời gian dài. Giao tiếp với linh dị là thế, ngươi muốn chiếm được chút ích lợi từ linh dị thì phải chuẩn bị tinh thần bỏ mạng. Nhưng đôi khi trong tuyệt cảnh ngươi buộc phải liều lĩnh nắm lấy một cơ may sống. Trong lúc nói chuyện Dương Gian cất giấy da người vào, giờ không phải lúc nghiên cứu thứ này. Bởi vì hiện tại, Dương Gian đã cảm giác được hung hiểm đáng sợ áp sát. Quỷ hỏa bao phủ tầng 2 lúc này có biến đổi, ánh lửa không sáng tỏ như trước, nó như khúc củi cháy gần hết, ánh lửa nhỏ dần, dường như không lâu sau sẽ hoàn toàn dập tắt. Linh dị xâm thực đánh tan cả quỷ hỏa. Cấp bậc khủng bố của quỷ ở đây không thấp, tiếp tục ở lại đây thì sẽ chỉ càng lúc càng hung hiểm. Dương Gian xuyên qua ánh lửa trông thấy bóng dáng khô gầy ngoài cửa sổ lại đến gần. Lần này bóng dáng khô gầy thậm chí thò một chân vào cửa sổ để mở. Xác nữ mới bị tách rời giờ lại gắn liền với nhau,
tốc độ khôi phục sắp bằng quỷ bóng. Không có chần chừ, hắn lặp lại động tác vừa rồi, lợi dụng kéo quỷ trợ giúp quỷ đồng thoát khốn. Quỷ đồng chỉ cần một nhát kéo đã thoát ra, có vẻ như linh dị của nó mạnh hơn Lưu Kỳ, có lẽ vì đặc tính của quỷ chết đói. Sau khi thoát khốn, thể tàn khuyết của quỷ đồng vẫn còn vết thương không khép lại. Xem ra phải cho quỷ đồng ăn con quỷ thứ ba, Dương Gian thầm nhủ. Quỷ đồng hiện tại chỉ có ba loại linh dị, một loại là dịch tử thi, một loại là quỷ gọi người. Còn có một loại là linh vị có thể di chuyển ý thức, quỷ áo liệm đã cởi nó xuống, đang bị Dương Gian đặt trong quỷ hồ chưa lấy ra. Nhưng dù tăng thêm quỷ áo liệm thì linh dị mạnh nhất của quỷ đồng chỉ có quỷ gọi người. Dịch tử thi cùng linh vị quá yếu, chỉ là một loại mảnh ghép linh dị tàn khuyết, không thể dùng được. Hơn nữa lúc này Dương Gian cảm thấy, cho dù quỷ đồng ăn thêm một con quỷ thì hắn vẫn kiểm soát được. Tuy nhiên giờ không phải lúc suy xét điều này. Sau khi xác định không có tai họa ngầm nào, Dương Gian mang theo quỷ đồng cùng với Lưu Kỳ nhanh chóng đi xuống lầu. Ta cảm thấy hiện tại cầu thang này đã mất kiểm soát, nhảy ra từ cửa sổ có phải là tốt hơn không? Tuy khung cửa sổ có một con ác quỷ, nhưng trong tay của ngươi có đinh quan tài có thể dễ dàng ứng đối. Sau khi ra nhà gỗ thì chúng ta vòng về tìm Vương San San, như vậy có thể tránh cho một ít nguy hiểm. Lưu Kỳ bị quỷ đồng cõng trên lưng, đưa ra kiến nghị. Nếu Vương San San bị nhốt ở cầu thang, chúng ta nhảy xuống từ cửa sổ tương đương đi đường vòng, hơn nữa trong căn nhà linh dị thì cửa sổ không đáng tin. Tuy Dương Gian giải thích nhưng hành động không chậm, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Dương Gian vừa đạp lên nấc thang thì như biến mất khỏi tầng 2, dường như đi vào quỷ vực khác. Bên trên và bên dưới đều là bóng tối không thấy cuối, xung quanh không có cái gì, chỉ có khúc cầu thang này. Quỷ hỏa châm lửa xua tan bóng tối, hơn nữa một đường dọc theo thang lầu cháy xuống dưới, mạnh mẽ trải một con đường từ lửa. Dương Gian không sợ bị châm lửa, hắn dẫm lên ánh lửa xuống lầu, tránh cho lạc đường trên cầu thang. Quỷ đồng cũng không bị ảnh hưởng, nó có linh dị của quỷ nhãn có thể tự do hoạt động trong quỷ vực. Người duy nhất bị ảnh hưởng là Lưu Kỳ, mặc dù quỷ hỏa không dính vào người của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thụ được ánh lửa cháy bỏng gây đau nhói. Nhưng Lưu Kỳ có thể chịu đựng đau đớn này, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn quỷ hỏa cũng sẽ không đốt cháy hắn. Có quỷ hỏa trải đường, hành động của Dương Gian càng nhanh hơn. Nhưng hắn cũng không dám sơ ý, bởi vì cầu thang này phát sinh biến đổi như vậy chứng minh nó tồn tại ác quỷ. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2859, gặp nhau trên cầu thang 1. Trong lúc Dương Gian thuận lợi rời đi tầng 2, xuống lầu thì Vương San San còn bị nhốt trên cầu thang. Nhìn như là cầu thang chỉ có độ cao một tầng nhưng giây phút này nó giống như một thế giới linh dị kỳ dị, cầu thang trước sau không thấy được tận cùng. Vô luận Vương San San đi tới cỡ nào thì mãi không thể đi hết nấc thang, nhưng nàng không lựa chọn lui về phía sau, vẫn kiên trì tiếp tục đi tới. Không biết đã đi bao xa, Vương San San chỉ biết mỗi lần mệt mỏi đều sẽ vận dụng dây chuyền của quỷ lừa đảo, dùng sức mạnh linh dị khôi phục thể lực. May mà linh dị của quỷ lừa đảo chỉ ảnh hưởng một người bình thường như Vương San San nên không thức tỉnh quá nhanh, nếu không thì nàng còn phải đối mặt rủi ro quỷ lừa đảo thức tỉnh. Đi tiếp cũng vô nghĩa, cầu thang này là một mảnh quỷ vực, không thể nào đi ra. Giờ phút này, Vương San San dừng bước chân, không bước tiếp nữa. Tuy rằng đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, nhưng Vương San San không cam lòng cứ như thế buông bỏ, bởi vì nàng không quay lại tầng 2 thì không thể ngăn cản âm mưu của giấy da người. Nhưng hiện thực nói cho nàng, hành động của nàng chỉ có thể dừng ở đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ta sẽ luôn mắc kẹt trên cầu thang này, hoặc là bị quỷ trên cầu thang giết, hoặc sẽ đói chết ở chỗ này. Vương San San thầm nghĩ trong lòng, sau khi nàng không tiếp tục vận dụng linh dị của quỷ lừa đảo thì thân thể bắt đầu mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên cầu thang nghỉ ngơi. Yên tĩnh, bóng tối vọt tới. Vương San San không có cảm giác sợ hãi, nàng trải qua khá nhiều việc, từ sự kiện quỷ gõ cửa rồi đến sự kiện quỷ chết đói, tiếp đó lại chăn nuôi quỷ đồng. Đi vào thị trấn Bạch Thủy, làm một người bình thường có trải nghiệm như vậy đã xem như ly kỳ, có thể sống đến hiện tại xem như kỳ tích. Hy vọng duy nhất là Dương Gian có thể kịp thời tỉnh táo lại, nếu hắn tỉnh lại, với năng lực của hắn liền có thể xoay chuyển thế cục, thay đổi tất cả điều này.
nhưng hiện tại tin tức tốt duy nhất là ta còn sống, tỏ rõ Dương Gian chưa chết, hết thảy còn đều có cơ hội. Vương San San thông qua trạng thái của mình để xác định Dương Gian sống sót, nàng tuy rằng buông bỏ về tầng 2, nhưng mà không có buông bỏ hy vọng. Nàng cảm thấy điều mình cần làm bây giờ là cố gắng bảo đảm sống sót. Chỉ cần sống, có lẽ hết thảy đều còn có cơ hội thay đổi. Nhưng tin tức tốt duy nhất là ít ra ta nhốt con quỷ ở tầng 2 tập kích Lưu Kỳ kẻ giữa cầu thang. Vương San San chợt nghe bậc thang lại vang tiếng bước chân vội vàng mà lộn xộn, dường như có ai đó lao nhanh xuống lầu. Nhưng nàng nghe tiếng động đó lâu rồi mà vẫn luôn không chạm mặt với quỷ trên lầu. Hẳn là quỷ trên lầu cố gắng đi xuống nhưng không thể thuận lợi xuống tầng trệt. Tương tự, quỷ không thể quay ngược lên tập kích Lưu Kỳ cùng quỷ đồng, có thể tranh thủ chút thời gian an toàn cho cả hai. Trong quá trình Vương San San chờ đợi thì nguy hiểm mới lại xuất hiện. Bởi vì vang tiếng bước chân khác, tiếng bước chân phát ra từ bậc thang sau lưng Vương San San. Có một người dường như đang lên lầu. Vương San San thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy. Hiện tại trong căn nhà gỗ này làm gì có người, toàn bộ đều là quỷ, rõ ràng đang lên lầu tuyệt. Đối là một con ác quỷ, rất có thể là ác quỷ quanh quẩn trên cầu thang. Không thể ở lại đây, phải tiếp tục đi về phía trước. Vương San San ý thức được không ổn lập tức hành động, lại lao nhanh lên trước. Nhưng mặc cho Vương San San đi như thế nào, tốc độ nhanh hay chậm thì tiếng bước chân từ sau lưng không bị bỏ xa, ngược lại càng lúc càng gần. Không cắt đuôi được, chỉ giây lát ta sẽ bị quỷ ở sau lưng đuổi theo kịp. Nàng bắt đầu khẩn trương lên, trong tay nắm chặt dây chuyền của quỷ lừa đảo, dù sao đây là thứ duy nhất nàng dựa vào. Vương San San tiếp tục chạy nhanh tới trước mười mấy giây. Tốc độ của nàng bỗng chậm lại, ngoái nhìn ra sau, lập tức con người co rút. Có một bóng dáng đáng sợ thấp thoáng trong bóng tối phía sau lưng, tuy không thể nhìn rõ hình dáng nhưng Vương San San vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra được. Đây là một cái xác già dường như mới liệm vào quan tài, xác già này hai mắt nhắm nghiền, dường như mộng du từng bước đạp lên nấc thang đi tới trước. Nếu chỉ có thế thì không sao, Vương San San còn phát hiện mỗi khi xác già đạp lên bậc thang thì nấc thang sau lưng sẽ tán loạn biến mất. Không còn bậc thang tương đương không còn chỗ đứng, vậy thì chắc chắn sẽ rơi vào bóng tối, đến lúc đó nhất định là chết chắc. Vương San San trong lòng bắt đầu bất an và nôn nóng, nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới, tiếp tục thử kéo rộng cự ly, tranh thủ chút thời gian sinh tồn cho mình. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2860, gặp nhau trên cầu thang 2. Vương San San biết chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần phải chết, nhưng nàng cũng không muốn ngồi yên chờ chết. Ít nhất phải cố gắng dãy dụa, lỡ như phát sinh kỳ tích thì sao? Tuy nhiên, hiện thực rất tàn khốc, ác quỷ ở sau lưng lại áp sát, lúc này cách Vương San San chưa tới 7 nấc thang. Vương San San một hơi chạy lên mười mấy bậc thang nhưng cự ly 7 nấc thang vẫn tồn tại, không bị mở rộng. Vương San San ngoái đầu nhìn, quỷ cách nàng chỉ còn lại 5 bậc thang. Không thể đi tới, nhất định phải liều một phen. Vương San San giờ phút này bỗng nhiên dừng bước chân, nàng cầm dây chuyền của quỷ lừa đảo, quyết định thử dùng linh dị của quỷ lừa đảo ảnh hưởng ác quỷ. Tốt nhất là khiến ác quỷ này xoay người rời đi. Vương San San nắm chặt dây chuyền, nhắm mắt bắt đầu ảo tưởng, lừa gạt. Linh dị của quỷ lừa đảo khuếch tán, hơi thở âm u lạnh lẽo quanh quẩn ở xung quanh. Dây chuyền thủy tinh vốn trong suốt nhanh chóng đen, màu đen khuếch tán như một linh hồn tà ác bị giam cầm trong đó đang dãy giụa, kêu gào, tùy thời đều có thoát ra ngoài dây chuyền chạy trốn. Quỷ lừa đảo ảnh hưởng một người bình thường rất dễ dàng, nhưng hiện giờ đang đối kháng một con ác quỷ khủng bố, không phải chuyện đơn giản gì. Răng rắc, dây chuyền thủy tinh nứt một đường. Trong quá trình linh dị đối kháng, quỷ lừa đảo thức tỉnh, vật phẩm linh dị bị hỏng. Ác quỷ từ dưới lầu đi lên thì không bị ảnh hưởng gì cả, vẫn nhấc đôi chân cứng ngắc đi tới. Hiển nhiên, trong cuộc linh dị đối kháng quỷ lừa đảo đã thua hoàn toàn. Cảm giác dây chuyền trong tay vỡ nát, Vương San San mở mắt ra, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Giây phút này, nàng lựa chọn buông bỏ, lựa chọn đứng yên tại chỗ chờ đợi ác quỷ giết mình. Nhưng khi ác quỷ đến gần thì bóng tối trên đầu Vương San San bị xua tan, một mảnh lửa màu xanh nhạt vọt tới, dường như hình thành một con đường kéo dài tới đây. Ánh sáng xuất hiện khiến Vương San San có chút không thoải mái, nàng hơi híp mắt,
có chút sửng sốt ngước nhìn. Trong ánh lửa, nàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước nhanh đến. Dương Gian. Vương San San ngây ra một lúc, nàng hơi hoài nghi chính mình hoa mắt. Chỉ do dự một giây, tình huống xung quanh Vương San San đã phát sinh thay đổi lớn. Quỷ hỏa trải thành đường kéo dài xuống, ác quỷ ở dưới lầu đang đi lên, hai bên giống như lấy Vương San San làm vạch giới hạn va chạm nhau. Quỷ hỏa định châm lửa ác quỷ bước lên, nhưng ác quỷ này tiến lên một bước thì quỷ hỏa vọt tới nháy mắt dập tắt. Đừng do dự, nhanh chóng lại đây. Hiện giờ Dương Gian mở miệng nói. Một bàn tay âm u lạnh lẽo đột nhiên bắt lấy Vương San San. Vương San San lảo đảo bị kéo vào trong ánh lửa. Quỷ hỏa đang đốt cháy, nhưng không thiêu đốt nàng. Khi Vương San San xuyên qua ánh lửa thì nàng dù nguy hiểm nhưng bình an đi tới bên cạnh Dương Gian. Lúc này Vương San San nhìn thấy Lưu Kỳ và Quỷ Đồng đều bình yên vô sự, tuy rằng trên người tràn đầy vết thương, cực kỳ thảm liệt nhưng dù sao còn sống. Ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Trên khuôn mặt trắng nõn của Vương San San lộ ra một nụ cười. Khi nào trải qua tuyệt cảnh và hung hiểm mới có thể hiểu Dương Gian quan trọng đến mức nào. Cho nên hiện tại Vương San San đã hiểu tại sao Lưu Kỳ thà mạo hiểm, thậm chí chết cũng cố gắng hết sức đi giải cứu Dương Gian. Bởi vì chỉ cần Dương Gian còn ở, hết thảy còn hy vọng. Dương Gian nói, giờ không phải lúc vui vẻ, tuy chưa có người chết nhưng khó nói trước có thể thuận lợi thoát khỏi căn nhà gỗ này hay không. Dương Gian bắt lấy bàn tay của Vương San San, đưa dây chuyền của quỷ lừa đảo cho ta, khiến Lưu Kỳ khỏe lại đã. Vương San San thả tay ra, để mặc Dương Gian lấy lại dây chuyền. Dương Gian cầm lấy dây chuyền của quỷ lừa đảo liền sử dụng nó. Lưu Kỳ cả người rách nát như sơ mướp bị quỷ đồng cõng lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường thấy được. Qua vài giây, cẳng chân, cằm, máu thịt, xương cốt bị mất của Lưu Kỳ đều quay lại. Khá lắm, thân thể của ta khỏe còn hơn lúc trước. Lưu Kỳ đứng lên hoạt động thân thể, cảm thụ bản thân biến đổi, phát hiện chính mình không còn gầy guộc, khô tong teo, ngược lại vạm vỡ hơn. Chỉ là tạm thời gian lâu bị linh dị xâm thực bản thân vẫn sẽ ác hóa, thứ này chỉ là trị phần ngọn, không trị tận gốc. Dương Gian nói xong cất dây chuyền vào. Dùng sức mạnh linh dị khôi phục thân thể cho dù là tạm thời cũng rất tốt. Lưu Kỳ nói, hiện tại ta có thể hành động, cũng có thể vận dụng sức mạnh linh dị, cộng thêm đã cứu về Vương San San, đã tới lúc chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, hiện tại nên hành động, ta đi trước mở đường, ngươi bảo hộ Vương San San và chú ý lạ thường ở bốn phía. Dương Gian không chút do dự đi tới trước. Hắn dẫm lên quỷ hỏa tương đương với ở trong quỷ vực, xác già ngủ say thì đang áp sát. Chỉ dựa vào quỷ hỏa thì khó mà ngăn cản quỷ trên cầu thang này, tối đa giảm chậm bước chân tiến lên của ác quỷ. Cây thương dài bị nứt bay ra quỷ vực, đồng thời một cây đinh quan tài xuyên qua thân thể xác già ở trước mắt. Quỷ ở đây rất dữ, tiếc rằng đinh quan tài trong tay Dương Gian càng lợi hại. Có vũ khí linh dị như vậy tương đương trừ bớt một ác quỷ trong sự kiện linh dị. Ác quỷ ở trước mắt lập tức dừng bước chân, yên lặng bất động. Nhưng linh dị trên cầu thang còn chưa tán đi. Các bạn vừa nghe xong tập 286 của bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.